Ngày 21 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động của một cậu bé bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại trên quầy tại một tiệm bánh trên đường Rạch Bùng Binh, quận 3. Theo đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 6. Khi đi ngang qua tiệm bánh này, bé trai khoảng 10 tuổi phát hiện chiếc điện thoại di động trên quầy nên đã tiến lại gần, cầm lên xem rồi bất ngờ giơ chiếc điện thoại về phía camera và đặt dưới gầm tủ. Sau đó xé miếng bìa cách tông đậy lên, cậu bé còn cẩn thận lấy một ly nước để chưa cắn thêm rồi mới rời đi. Tuy nhiên, 2 phút sau, một người đàn ông khác đã đến lấy chiếc điện thoại này. Đến sáng ngày 20 tháng 6, chị Như Hoài, chủ tiệm bánh, tìm điện thoại để mở ứng dụng bán hàng thì không thấy điện thoại đâu. Xem lại camera, chị mới phát hiện diễn biến sự việc như trên. Chị Hoài bất ngờ khi thấy hành động đẹp của cậu bé. Chị cho biết dù mất điện thoại nhưng chị vẫn thấy vui. Lúc đầu thì biết là mất điện thoại thì buồn. Cái xong rồi ngồi coi chiếc cam lại thì mình lại mất cười. Cứ ngồi cười, má nói ủa mất điện thoại không buồn mà sao ngồi cười hoài, nó tại thấy con bé dễ thương quá. Cái mình cứ ngồi mình coi cái xong rồi thôi mình đăng lên. Cái điện thoại đó mình mất là cái điện thoại bán để soạn đơn app thôi chứ không phải là điện thoại cá nhân của mình. Thì bé nó soạn hàng thì nó lại để quên, lúc mà dọn hàng thì để quên điện thoại thôi. Mình cũng đã lấy điện thoại khác rồi. Bé đó thì nghe là cũng có hay đi ngang qua đây thôi, thì mình cũng nói là để có khi nào mình gặp bạn bé đó đi ngang qua thì mình cũng cảm ơn với gửi ít quà cho bé. Nói chung là mình vẫn bị mất nhưng mà cái đó là cái mà mình muốn cảm ơn em đó thôi.